Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Hyundai Santa Fe bản máy dầu nhé. Cho cả 3 phiên bản, từ phiên bản tiêu chuẩn này, bản đặc biệt và bản cao cấp ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phiên bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chiếc xe này là chiếc xe lắp ráp trong nước, vậy tổng lăn bánh nó đang bao nhiêu thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn ạ. Với giá niêm yết nó đang là 1 tỷ 055 triệu ạ. Nó là giá tính thuế luôn đấy ạ. Hiện tại thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1 tỷ 025 triệu đấy ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1 tỷ 091 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 063 triệu đấy ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 081 triệu nhá. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế sẽ là 12%, giảm xuống còn là 6% ạ. Biển số là 20 triệu nhá. Còn ở tỉnh thuế sẽ 10%, giảm xuống còn 5% ạ. Biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ là 10%, giảm xuống còn 5% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là như vậy đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt sản xuất khách 20 ạ. Với giá miết nó chiếc xe này đang là 1 tỷ 195 triệu ạ, nó là giá tính thuế luôn ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1 tỷ 177 triệu ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu đặc biệt này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1 tỷ 271 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 242 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 260 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí em chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ ạ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi nhá. Và một số các chi phí khác mà em chưa tính cho anh em nữa đó là chi phí mềm, hay gọi là chi phí đo tay, từ đó thay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Mỗi một tỉnh là chi phí khác nhau, nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ, nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em một chiếc xe cuối cùng, nó là chiếc xe bản cao cấp nhất, đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp ạ. Với giá niêm yết nó đang là 1 tỷ 245 triệu ạ. Nó là giá tính thuế luôn đấy ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1 tỷ 206 triệu đấy ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1 tỷ 285 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 255 triệu đấy ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 273 triệu nhá. Đó. Đây thì video này em đã giới thiệu cho anh em về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Santa Fe bản máy dầu rồi ạ. Cũng như em đã tính cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh cho cả 3 phiên bản. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì em bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.